Bông hậu bật khóc trên livestream, vừa đấm vừa xoa hồng loan, mi sao đi giám định răng. Ngày hôm qua, câu chuyện về drama nhà nghệ sĩ Vũ Linh có nhiều diễn biến mới, đó là sau khi má Tư và chị Ni, Bích Trâm quyết định đi thẩm định răng của Hồng Loan coi mức độ răng của Hồng Loan giá bao nhiêu, răng sứ hay răng ngọc trai, mà giá sâu trên trời 800 triệu đồng. Thì vào buổi chiều ngày hôm qua, bông hậu cũng đã lên giải thích nói rằng, vì sau cái em đó ám chỉ nói Hồng Loan cứ kiếm chuyện với cô ta, trong khi suốt từ lúc bị phạt tiền đến bây giờ vợ chồng cô ta không dám nói đến một ai. Người cần nói thì không nói, mà cô ta lại đổ thừa cho Hồng Loan, trong khi đó Thủy Lê mới thực sự là hại doanh nghiệp của cô ta. Và có lẽ vì lo sợ chị Ni và Bích Trâm đi thẩm định răng cho Hồng Loan, sẽ lộ ra những gì cô ta đã thổi phồng về bộ răng của Hồng Loan, nên trong tối hôm qua cô ta bật khóc trên livestream của mình, tạo ra nhiều chú ý cho khắp cư dân mạng. Nhưng có điều khán giả không thấy giọt nước mắt nào rơi xuống cả. Và sự thật về đoạn clip dài hơn một giờ đồng hồ đó, cô ta chỉ là vừa đấm vừa xoa Hồng Loan mà thôi, chứ không có cái gì gọi là sự chân thật dù không còn là chị em nữa, chị vẫn ủng hộ em, mà cô ta đã nói trên live của mình. Vì cũng lo sợ bị chị Ni và nhóm Hồng Loan phanh phui mọi chuyện, trong live cô ta cũng hé lộ luôn. À, lúc mà bị nhiễm trùng và bị viêm đó, thì cái đến làm răng á, thì bác sĩ đã lấy ra và đã điều trị cho Loan, nhổ lấy hết những cái chân răng mà bị viêm, thì bác sĩ có điều trị cho Loan. Thì khi mà nhổ như vậy thì cần phải có một khoảng thời gian để phục hồi, rồi sau đó mới cấy chùi im lên. Thì cái hàm của những cái cây mà không cần cấy chùi im lên thì bác sĩ đã gắn cố định cho Loan. Còn những cái cây mà chưa, những cái cây còn lại đó thì phải tháo ra, mọi người phải tháo ra để cấy im lên. Thì bác sĩ sẽ không gắn cố định mà là gắn tạm. Đó, răng tạm chứ không phải là răng cố định. Nhưng mà răng là răng thật mọi người, răng là bằng sứ thật, sứ tốt, sứ thật. Sứ đó thì là sứ tốt loại thứ hai bên nha khoa Phương Lê nha mọi người, thứ tốt loại thứ hai bên nha khoa Phương Lê, chứ không phải răng tạm, răng nhựa như là mọi người tưởng tượng. Tại vì mọi người ơi, nếu mà răng nhựa như vậy thì không có thể nào ăn nhai cho một cái khoảng thời gian mà nó lâu như vậy hết mọi người. Răng của Hồng Loan là răng sứ loại 2. Vậy răng sứ loại 2 có nghĩa là thua loại 1. Và không hiểu cô ta nói răng của Hồng Loan là răng ngọc trai thua loại 1 hay là răng sứ thường mà là loại thứ 2. Nếu là răng sứ thường mà cô ta lại nói với Hồng Loan giá 16 triệu đồng một cái răng, thì nó giống như lấy giá ở trên trời vậy. Và chúng tôi cũng đã tham khảo trên Google xem giá răng sứ bọc ngọc trai thì bao nhiêu, thì vào năm 2024, giá dao động từ 6 triệu cho đến 13 triệu cũng không bằng với cái giá mà bông hậu đưa lên. Trước đó cô ta đã từng nói, phía cô ta đã làm hoàn chỉnh hàm răng phía dưới cho Hồng Loan rồi, còn hàm trên chưa có làm, chỉ là gắn răng. Thì ở đây á, là Loan á, hàm trên á, là gắn tạm mọi người, chưa có được đẹp đâu. Hồng Loan phải lột cái răng đó ra, cấy dìm lên xong, 6 tháng sau là cái hàm răng của Hồng Loan mới đẹp. Nếu Hồng Loan làm lại, cái đó là cái điều mà Phương Lê nói và Hồng... Có nghĩa là vẫn bằng sứ, tối nay cô ta lại nói khác. Những cái răng nào phía cô ta thấy còn tốt thì sẽ gắn cố định, còn những răng bị mất thì gắn răng tạm. Vậy trong hàm răng của Hồng Loan được mấy cái còn tốt và mấy cái tạm? Có lẽ gắn tạm nhiều hơn cái tốt. Vậy mới đây bông hậu nói rằng, thôi Hồng Loan bây giờ giàu có rồi, thôi bây giờ em thay vì trả răng cho chị, thì răng đó về chị cũng không biết làm gì, thôi chị quy ra tiền, giảm em 60%, chị lấy em 150 triệu thôi, rồi em gửi từ thiện, chữ thập đỏ hay mặt trận tổ quốc tùy em. Chị biết là bây giờ là em giàu, em có rất là nhiều tiền, không giống ngày xưa nữa. Em rất là giàu, em buôn bán được rất là nhiều tiền. Có thể là em giàu hơn chị đó. Tại vì chị nhìn thấy cái sự mà phát triển của em, thấy được cái thành công của em. Chị nhìn thấy chị rất là mừng giùm em. Nhưng mà em ơi, em có tiền nhiều, chị mừng giùm em. Những cái gì chị cho em, chị nghĩ với thời điểm này nó không có giá trị gì với em hết á. Em trả lại, chị buồn, nhưng mà thôi không có sao hết á. Nhưng mà còn cái tình mà chị dành cho em đó, cái tình mà chị thức đêm thức hôm vì em, cái tình mà chị qua chị ngồi chị lết tờ dưới đất, chị bán livestream, chị ngồi chị lết, chị hét sùm trời đất bán cho em. Mà cái tình mỗi lần mà em gọi là có chị có mặt, chị cúi đầu năn nỉ em để tha cho chị. Còn nếu mà em muốn trả lại răng gì đó giống như em nói đó, thì thôi, mình em dùng rồi thì em trả lại chứ không có dùng gì được. Thì thôi, bây giờ đang bão, đang lũ ở ngoài miền Trung đó, em chuyển vào cái quỹ tổ quốc mặt trận hoặc là quỹ chữ thập đỏ,
cái phí đó em chuyển vào đó. Chứ răng là không có lấy lại được, tại vì răng mà tháo ra rồi không có dùng được nữa. Mà coi như giống như chị sẽ giảm cho em, giảm vì chị em chỉ có thể giảm cho em 60%, thậm chí là em chỉ cần trả một bao nhiêu cũng được, em chuyển vào cái quỹ chữ thập đỏ đi, hoặc là cái họp mặt trận tổ quốc gì đó, cái chi phí đó em làm điều đó đi, chứ chị không có nhận lại được, tại nhận lại cũng không làm gì được đúng không. Em cứ chuyển vào, em cứ để là tên của em, hoặc là em có thể cho một chuyển vào cái chùa nào. Với chị bây giờ là giúp đỡ người khác, bây giờ là phải qua thông qua chùa hoặc là qua cái những cái hội, những cái quỹ của nhà nước, thì cái chi phí đó em muốn trả bao nhiêu cũng được, em trả vào cái quỹ đó giùm chị, cái quỹ mặt trận tổ quốc hoặc là quỹ chữ thập đỏ, chứ chị là chắc chắn là chị không nhận lại, tại vì đâu có nhận lại được đúng không. Em xài hơn một năm rồi xong trả lại cũng không có xài được. Còn răng em muốn trả lại thì không có trả được, tại vì mình dùng rồi không trả được thì thôi em cứ trừ, em cứ trừ đi, em cứ chỉ muốn tự động em muốn giảm thì giảm em bao nhiêu phần trăm thì giảm. Ví dụ như cái hàm răng của em chị tính cho em, chị tính cho em chừng 150 đi, 150 đó, rồi em muốn chuyển vô hội chữ thập đỏ hay là tổ quốc mặt trận gì đó nhiêu cũng được, 10 triệu, 2 triệu hay 1 triệu cũng được, chuyển vào đó. Chứ chị không nhận răng lại thì em ngại quá đó, em ngại quá. Còn không thôi, chứ em ngại thì em cứ chuyển vào trong cái những cái quỹ đó, hoặc là chuyển vào cái chùa nào đó của những cái sơ nào đó mà đang khó khăn đó. Có làm răng sứ là tên là cái loại đó, là cái loại cao cấp, mà loại thứ hai chứ không phải loại thứ một, mà là răng sứ thật chứ không phải là răng tạm, chỉ là keo tạm thôi. Keo tạm là chỉ có dán những cái chỗ mà cần dán, còn có những chỗ là đã gắn cố định luôn rồi. Ủa, răng của Hồng Loan tạm nhiều hơn gốc thì làm gì có cái giá trên trời như vậy, đúng không quý khán giả? Mà cũng mắc cười nữa đó là trước đó cô ta đã từng làm răng cho bông hậu Mì Xào Củ Chi chỉ với giá 65 triệu, mà Hồng Loan chỉ gắn răng tạm lại đến 150 triệu. Nó sai quá sai. Hay là những cái răng gốc của Hồng Loan là ngọc trai, còn bà Bảy Màu là răng sứ bình thường ta? Chứ mới có giá 65 triệu, chắc là trong tương lai, Bảy Màu cũng sẽ đi thẩm định giá răng của mình lại. Chứ ai biết được bị trộn lông tráo phụng thì sao? Trong live ngày hôm qua, bông hậu kể lể rất là nhiều, lúc thì hâm dọa Hồng Loan về chuyện cô ta đã từng giúp đỡ vụ giấy tờ khi tòa đòi niêm phong nhà, lúc thì đánh vào lòng thương của Hồng Loan, chị đã đến nhà em Lai bán hàng chốt đơn cho em, chị đâu lấy tiền quảng cáo đâu. Đây gọi là chiến thuật vừa đánh vừa xoa, nhằm cảnh báo Hồng Loan, đừng có dại dột mà đi thẩm định răng rồi tung lên cõi mạng làm cho chị bị ố dề, lúc đó em cũng không có yên với chị. Đúng là không hổ danh bông hậu vợ của nghệ sĩ ưu tú, cái đầu đã có sỏi ở trong đó. Một vở diễn mà khán giả xem cũng vô cùng hài hước, khóc nhưng mà không có giọt nước mắt. Có lẽ ngày hôm qua bông hậu đã nuốt cục tức vô trong nên không thể nào vặn ra được nước mắt. Và việc trên live cô ta nói rằng Hồng Loan 5 lần 7 lượt đến nhà cô ta năn nỉ để qua giúp Hồng Loan, mặc dù thời điểm đó đã có chị Ni, Vũ Luân rồi, chứ không phải là cô ta mò tới. Và Hồng Loan là người nhắn tin cho cô ta điều này đúng hay sai thì hãy nghe chúng tôi phân tích ngay sau đây. Nói về vấn đề này là bông hậu đang cố tình nói sai sự thật. Quý khán giả đã thấy, thời điểm drama bùng nổ, Vũ Luân là người tham gia đầu tiên, sau đó là đến chị Ni. Thời điểm đó Hồng Loan vô cùng nổi tiếng, được rất nhiều người ủng hộ và mong muốn vào giúp đỡ Hồng Loan, không riêng gì Phương Lê. Vũ Luân cũng đã từng nói, có rất nhiều người muốn bỏ tiền ra giúp đỡ Hồng Loan. Thì vì sao Hồng Loan lại đi tìm Phương Lê? Có phải cô ta nói gì đó thì Hồng Loan thấy cô ta nổi bật trong những người trên cõi mạng và cô ta có nhã ý muốn giúp đỡ thì Hồng Loan mới nhờ cô ta? Chứ làm gì Hồng Loan biết cô ta là ai? Cũng như Huy Sang khi muốn tham gia drama này, chính anh ta cũng đã đến nhà Hồng Loan và tự nhảy vào giúp đỡ. Qua video này khán giả sẽ biết Hồng Loan có tự nhắn tin cho Phương Lê hay là cô ta gợi ý để Hồng Loan nhắn tin. Đây là chị đã nói là Hồng Loan bây giờ có một người giúp đỡ Hồng Loan và rất là nhiều người chứ không riêng người đó. Hồng Loan có anh Hồng Loan là Vũ Luân. Ngay từ đầu là mình muốn giúp, mình cũng đã gặp gỡ, mình cũng đã ok. Nhưng mà Hồng Loan đang có rất là nhiều người giúp một cách rất là ổn rồi, thì tranh giành giúp để làm gì? Ở thời điểm cô ta đến giúp Hồng Loan và sau đó Hồng Loan đã nhắn tin nhờ yêu cầu giúp đỡ, chắc có lẽ Phương Lê nghĩ rằng không còn bằng chứng để đối chất nữa. Trong video ngày hôm qua, cô ta còn nói rằng tại sao Hồng Loan có số điện thoại của cô ta mà,
vì sao không nhắn tin hỏi trực tiếp cô ta xem cô ta có đồi răng không, mà lại lên trên mạng thông báo trả lại răng, chẳng khác nào hại cô ta. Nhưng khán giả nghĩ coi, giữa hai bên có còn tình cảm gì nữa đâu mà nhắn tin, điện thoại cho nhau. Hai bên sức mẻ tình cảm quá nặng nề, chắc là cô ta đã quên những gì mình đã từng chửi Hồng Loan, má Tư trước đó. Vô một cái xíu, ý là con hiểu ngoại có đụng trứng của má đâu, má hay vậy quá. Má hay vậy quá, má giỏi má đứng tay đôi với con không, trước chợ không? Hai má con mình nói chuyện giao lưu với nhau được không? Đúng rồi đó. Trời ơi, tại vì biết má biết làm sao không? Tại vì con á là con nghĩ là con là một con dâu mà nặng thun bắn không tưới. Cũng mớ đó nên con mới vậy thôi chứ. Bây giờ ngày mai là con về cái nghệ sĩ ưu tú này, cái danh này của là con. Xưa cất má vô lãnh cung, giờ cất lại má vô lãnh cung. Hả? Hồi xưa má bị cất vô lãnh cung, giờ cất lại hả? Không. Cho má ra xong giờ. Không làm gì. Thôi đi. Làm gì có chuyện má có là thái hậu gì đâu mà cất lãnh cung. Má thám gái. Và từ nay tao nói biết trước luôn nha, cái con vô ơn đó nha, tất cả các kênh của mày đó mà có hình ảnh có clip gì liên quan chồng tao là gỡ xuống hết. Tao không cho mày sử dụng hình ảnh chồng tao, kể cả những clip có liên quan tới ABC gì đó. Mày cũng đang sử dụng hình ảnh của chồng tao đó, cái nào có là phải cắt hết, cắt sạch đi. Và những gì mình chửi như vậy thì Hồng Loan có dám nhắn tin hay gọi điện cho cô được không? Chưa kể những like khác, cô ta không bao giờ thể hiện mình đẳng cấp giàu có. Chỉ có ngày hôm qua, cô ta đeo 3 chiếc nhẫn kim cương như dằn mặt Hồng Loan, em giàu hơn chị biết mà. Cái nết của bông hậu như vậy thì hỏi ai dám nhắn tin thân thiện như chị em thân thiết được. Và sau like chấn động của bông hậu thì chị Ni, má Tư khán giả cũng bắt đầu lên màn cà khịa bông hậu, nước mắt cá sấu, diễn như không diễn. Chị Ni, thà không biết sự thật thì nước mắt rơi thường làm lòng người lay động, ta đã quá rõ rồi, ta cười khẩy nhà ngươi. Há há thề nói láo e ôm cột điện có pin, hết pin giật văng cái nết, nhưng giờ giả vờ ôm cột tre dưới bóng cây được không? Chịu không chịu buộc chịu, cấm cười. Cô cà khịa một người đang đu cây cột và tuột xuống. Khán giả phải chú ý chỗ chị Ni nhấn mạnh pin và bóng, ai biết câu chuyện này thì sẽ hiểu. Má Tư, học khóa diễn bi cũng tạm được đó. Người nào khơi màu đòi hàm răng thì chủ nha khoa nên kiện vì nó làm ảnh hưởng uy tín thương hiệu, chứ nói vòng vo, kể lễ vậy không vô vấn đề. Xảo ngôn vừa thôi, chính cưng đưa thông tin cho Thủy tai xanh với xoài con lên chửi đòi răng Hồng Loan, cưng không đưa thông tin sau Thủy le biết nói bác sĩ đeo 10 khẩu trang. Mình tự hủy hoại mình vì heo tai xanh, sợ hàm răng Hồng Loan đi giám định giá trị bao nhiêu, nên nhẹ nhàng à, răng tạm làm cho Hồng Loan, chứng chưng nói răng tạm, giờ lại nói keo tạm. Nghe má Tư và Hồng Ni đòi thẩm định lại bộ răng của Hồng Loan, cũng như là kiểm tra doanh nghiệp coi các mặt hàng có chất lượng hay không, nên chị ta hơi rén, phải xuất hiện đính chính, phân bua. Má Tư quá cao tay, bái phục. Nó nói Hồng Loan giờ giàu mà, làm ăn khấm khá tưởng dễ nuốt. Tưởng theo tính khí Hồng Loan đòi tự ái là trả, mà tưởng trả dễ quá. Muốn cũng được kiểm định chất lượng và giá trị xong thì trả theo giá đó, khi nghe kiểm định mới lên diễn khóc thôi. Đúng ạ, Hồng Loan đâu có khơi, phải kiện đứa đã khơi ra và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của nó chứ ạ. Chứ lên rặng mãi không ra giọt nước mắt cá sấu nào. Còn Phương Le này diễn quá do, cái livestream đầu lên nói mạnh mẽ lắm mà, còn chửi ai nữa đó. Sau khi nghe ma bốn nói thầm định cái răng thì lại lên khóc. Ủa sao lúc Thủy Lê lên đàn áp Hồng Loan trả răng sao không lên tiếng? Chắc lúc đó phái chi lắm phải không? Thấy Hồng Loan bị người ta nói này nói nọ thì trong lòng vui lắm phải không? Khi có một người nào đó lên nói làm ảnh hưởng kinh tế của mình thì mình phải lên nói liền. Đàn này im lặng đến 2 tuần cho đến khi bên Hồng Loan đòi thẩm định thì mới lên tiếng là sao hả Le? Diễn do quá không ai tin đâu. Một sự giả trân đều hiện lên khuôn mặt và những giọt nước mắt đã toát lên sự không thành thật. Bớt lại, tém lại để nhận chứ không mời đơn vị thẩm định sản phẩm vào cuộc, đồng nghĩa với các đơn vị liên quan vào cuộc là tiêu đời doanh nghiệp. Đó là cái giá phải trả dành cho những kẻ ném đá giấu tay. Cái drama này là tâm linh đừng đùa với con gái người đã mất cố nghệ sĩ.